Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình quay cái cảnh mài chỗ bồng với ba bồng nhãn thọ cả nhà. Thì mình cũng đang đứng ngay cây mài nhỏ nhà mình. Thì hôm nay mới có 23 nha cả nhà. Thì mai năm nay chỗ sớm rồi cả nhà. Tại vì lặt lá hơi sớm á. Rồi cái nó chỗ luôn cả nhà, có mấy cây bự thì nó chắc ngày Tết. Rồi mời cả nhà cùng xem với mình nha. Đấy, bông nhãn thọ này thì ba mình trồng cả nhà. Thì năm nay trồng bông nhãn thọ thì nó cũng không được tốt nữa cả nhà, nó chết lai gai gai chết hoài mà bông cũng không được bự luôn cả nhà. Nó sao mà nó chết hoài cả nhà. Cây bên đó thì không biết cây gì nữa, ba không trồng nữa mà không thấy bông đâu, không thấy bông hết lá rồi. Mà cái lá nhìn thấy không cái bông rồi cả nhà. À, này cái này trồng trong vùng xốp thì cái đó thì mấy con gà bữa hổm nó cắn nè. Ý lật rồi cả nhà, có bông rồi cả nhà, nguyên nguyên hàng bông luôn. Ừ, để mình gần trước và chạy vô cho cả nhà xem nè. Đây cả nhà, thì ba không chồng để ngay đường đi đi vô hai bên, hai bên đó, đi dẫn vô luôn nè. Quá trời bồng luôn cả nhà. Thì cái mai này thì quá trời chỗ rồi đó nha, chỗ hết luôn rồi, chùm chùm cả nhà, nhánh chút xíu quá trời bồng luôn, chỗ hết luôn rồi cả nhà ơi. Này nhánh này cả nhà, nhánh chút xíu rồi bồng hết, biết bồng cả nhà. Thì mai này thì cái loại nó chín cánh cả nhà. Đây mấy cái kia thì rụng hết rồi, hai lớp luôn. Bà cũng có làm cái bình tích cho cây, bình tích cây mai kiến thủy nha. Bình à, nó hơi bị mớp ở đây này, bị mớp rồi nghe đó nha, không không được đẹp luôn. Thì nằm ở trong cái chậu á, cái xăng này để cái bơm cát á là nó bị bít luôn bình này. Và làm bình đây cũng là chỗ chữa bằng bên kia nha. Đây nụ nhỏ trời luôn cả nhà này, cái nhánh này nhỏ xíu mà bông rồi cả nhà, quá cho bông luôn. Rồi chiếc su cào cào mình hư, cái gã bành thầy nằm đó. Đây, cái mai là bự của mình hiện nay quá trời quá bông mà búp bông hết trơn cả nhà, cao lắm nha. Và mình uống mà lấy cái vỏ xe máng lên chia tàn ra cho nó đều hết cả nhà. Bằng đa ông thiên là ba mình làm bằng cây mai luôn. À, cây mai dạng như cây mai bông mày bông mình trắng rồi loại lá bự nữa cả nhà. Đây còn cha anh cắt cái tỉa ra gọn bớt á, gọn mới lá cũng mới dọn xong, chưa có vét dọn ở trên cái nhà này. Còn mai này thì dạng như là nó gì cả nhà, nó chỗ ra là cái cánh này nó không rụng nha, nó khô là gì luôn. Này nè, này có ra bông rồi nè, đó cái chỗ nào mà khô là gì, ra trái gì luôn rồi nha, chứ nó không có rụng.
mà mình lấy rồi dài đó. Bông này thì chỗ nó đẹp, cái bông này thì chỗ đẹp, nào mà nó chỗ ra đều hết đó. Rồi mình quay cho cả nhà xem tiếp nữa nha, là cái cánh này là nó không có rụng, còn tư gì là nó không có rụng nha cả nhà, nó héo nó khô lại ra cha cái hộp luôn. Cây đây thì không thấy cái bông luôn, chao nó bó phế rồi, cái bắt đầu nó sâu nó ăn nụ hết nữa cả nhà. Đó, không có bông. Về kiến thủy thì kiến thủy lá nhỏ thì chao trồng nguyên hàng luôn. Quá chừng luôn cả nhà, ớt trồng trong chậu luôn nè, trái nè. Muốn ăn là ra vẻ rồi, cõi đều xa luôn. Đây thì bông cha mình cũng chia bỏ dài 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 dài, dài hết trơn, bỏ trong đây hàng rồi, nói chung là xung quanh giáp nhà luôn, bông không mà có cái này đẹp cái nha, không biết cái gì mà không có bông mà cái lá y hịch cái bông, sao không thấy ra bông nè mà cái lá chưa ra luôn, cái lá y như cái bông luôn mà không thấy cái bông nữa. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà, và đừng quên cho mình một like và đăng ký cái chia sẻ nha cả nhà, rồi máy bay cả nhà.